Vũ xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Vũ xin kính chúc cô chú anh chị và các bạn được dồi dào sức khỏe nha. Giờ khoảng 5 giờ chiều. Hôm nay là ngày 27 tháng 7 năm 2023 nha các bạn. Nhằm ngày mùng 10 tháng 6 năm 2023 âm lịch. Hiện giờ Vũ đi ra ngoài lan ong ở xã Bình Thắng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre để quay chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn xem nha. Giờ Vũ xin kính mời cô chú anh chị và các bạn cùng đi với Vũ nha. Thì hàng năm ở ngoài lan ong Nam Hải ở xã Bình Thắng đó các bạn, có tổ chức là cúng ong ngày 15, 16 hàng năm. Hiện nay là mùng 10 rồi. Còn mấy ngày nữa tới à. Vũ quay chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn xem. Hôm nay ở ngoài lăng chắc chuẩn bị rồi á. Đây là cổng chào ấp 1 của xã Bình Thắng. Ngày hôm nay trời mưa. Giờ cũng khoảng 5 giờ mà trời chuyển mưa tối. Cô chú anh chị và các bạn xem cái video mà có tối thì cũng thông cảm á. Trời chuyển mưa. Ở đây là đường ấp 1 của xã Bình Thắng. Các bạn đi thẳng. Các bạn đi thẳng là ra bến đò ấp 1, đi qua ấp 5, ấp 6 của xã Bình Thắng nha các bạn. Giờ Vũ đi tới đây là Vũ quẹo tay trái. Ngay đây hồi trước là có cây cầu nè các bạn, hiện giờ làm cái lộ qua luôn rồi. Thì đường ra ngoài lăng ong thì có nhiều đường để đi nha các bạn. Giờ nãy Vũ đi bên đường ấp 1 và Vũ băng qua đây là đường ấp 2 nè. Ở đây giờ đường lộ này làm lên, nâng lên cao rất là ngon, hết ngập rồi các bạn. Chào con. Ở đây các bạn nhìn thấy bên nhà thờ bên ấp 1 luôn các bạn. Năm ở ngoài lăng ong tổ chức cúng rất là vui nha các bạn. Có sáng bữa 16 là bà con đi rước ong, đi xuống tàu đánh cá, chạy ra ngoài biển nha các bạn. Sáng khoảng 6 giờ đi. Đi tới khoảng 9 giờ đã bắt đầu cúng rồi mới trở vô nha các bạn. Thì mấy năm 10 năm trước là vui dữ lắm, còn giờ
ghe vô ít lắm các bạn, chạy đi có mấy chiếc. Còn 5-10 năm trước là ghe vô hết nha các bạn, ghe vô hết rồi đi cúng ông rất là vui luôn. Năm 10 năm trước ở ngoài Bình Thắng này mà tới đợt mà cúng lăng ông là vui như Tết vậy các bạn. Còn giờ không có vui bằng, ghe không có vô nhiều, vô có chừng 5-10 chiếc. Đây là ngay bến đò này là đi đi Tiền Giang hồi trước đó các bạn, giờ nghỉ rồi, giờ đi xe thôi mà chứ còn không còn đi đò nữa. Ở đây có đường ở ngoài lộ mới quẹo vô mấy bên tay trái nè. Đây có chỗ này bán cơm, cơm bán cà phê. Có cổng chào ấp văn hóa ấp 3 của xã Bình Thắng nè các bạn. Hồi trước ngay đây có cái cây cầu thì bà con gọi là cái cầu số 1 nè, mà giờ làm lộ rồi người ta hàng bít qua luôn rồi, người ta đặt cống ở dưới thoát nước rồi, không còn cây cầu nữa. Ở Bình Thắng này bà con làm nghề biển rất là nhiều, đa số là nghề biển thôi. Đây có quầy thuốc tây, đây ngay đây phải là bến đò. Cầu, cầu này có tên gọi là cầu số 2, giờ cũng hàng luôn à. Trưa nay mới mùng 10 nhưng mà cũng nhộn nhịp rồi. Đây cũng có bán đồ ăn đồ ở trước nè. Rồi Vũ dựng xe đây đi bộ lại. Đây giờ người ta bán đồ ăn. Ở trước
lộ gần tới lăng nha các bạn. Đây chỗ này là bán đá bào với kem ở chào cưng. Xài nước đá sáng giờ bán được không cưng? Ra sớm không? Hôm nay bắt đầu có khách đông đông rồi ha. Đá bào với kẹo chỉ hồng. Nhau cũng nhiều lắm à. Phải không? Cưng nhớ anh chứ anh đâu có nhớ cưng. Phải không? Nhà cưng ở đâu? Em ở đây nè. Bình Thắng hả? Dạ. Thì mỗi khi có lễ hội gì thì anh ưa quay. Mà bó tao hội chợ tao sao vận động cũng lớn lắm. Mà mắt bán đây đâu có vô trỏng ha. Tại vì mình bán điểm nào điểm thôi chứ đâu có bán hai điểm được. Rồi anh đi, cảm ơn cưng nha. Chúc cưng mua mai bán đắt. Chứ chừng 2-3 bữa nữa là đông dữ lắm à. Đây bán đồ chơi cho em bé. Dạ anh chào gì? Dạ. Rồi đây là bán kẹo tơ hồng. Ở chỗ này bắt nhạc. Ở bên đây là thảo lan. Rồi bên đây là bán bắp. Dạ chào chị. Dạ tên YouTube á. Dạ là chị bán bắp xào. Đây là bắp. Bán đắt không chị? Dạ. Bán bắp xào với bắp rang bơ. Đây là kẹo tơ hồng. Hôm rồi chắc tối khách đông chưa chị? Hả? Hôm rồi tối khách đông chưa? Chưa, dạ, mà chưa có tới mà. Dạ. Nhà vợ đây bán ở trước luôn hả? Có, thì ở bên khu ăn Tiền Giang á. Ở Tiền Giang là tới mùa cúng rồi mới qua, tới ngày cúng mới qua. Dạ, vậy tưởng đâu ở đây. Vậy đang múc cái đó là xôi hả? Dạ. Rồi cảm ơn chị, chúc chị mua mai bán đắt nha. Dạ. Đây. Đây là kẹo tơ hồng. Chào chú. Chú đang làm. Chiều giờ bán đắt không chú? Dạ. Con hỏi chú ở đâu qua đây bán chú? Ở Tiền Giang. Chú ở Tiền Giang luôn hả? Vậy là chú thím chung á hả? Dạ. Con quay YouTube giới thiệu cho bà con đến lăng chơi á. Chú xuống đây lâu chưa? Rồi. Dạ. Dạ. Thì đi đò đò tên Bình Thới qua. Dạ. Một cây vậy nhiêu tiền chú? 10.000 hả? Dạ. 10.000 cây.
ngàn. Cảm ơn chú, chúc chú mùa mày bán đắt nha chú. Dạ. Đây chú này. Chú bán. Chuyện mưa tới quá trời luôn rồi. Đây là chú bán mấy con chuột. Rồi cưng không? Chuột màu trắng. Chuột này gọi cái tên gọi nó là chuột gì vậy chú? Chú bán về bao nhiêu một con chú? 80 ngàn. Mấy chục chú? 80 ngàn con nha các bạn. Ôi cưng không? Có mấy con nó ngủ. Chú cho con hỏi con này là con gì chú? Nhím. Con nhím hả? Con nhím nhiều con chú? 500. 500 con nhím ở đó cưng không? Ừ. Dạ nuôi kiển chơi à. Cái này ở nhà chú nuôi con mẹ nó thì nó đẻ con chú bán hả chú? Ủa, này lấy lại không ạ? Dạ. Rồi tự lỡ tôi quay đi con. Bé này quay quay số. Quay thưởng là trúng được cái gì con? Trúng chuột hả? À. Được 10 ngàn là 5 số. Rồi số 20. Không trúng rồi. Mấy bé này khoái mấy con chuột. Mua con về nuôi đi con. À con đi, cảm ơn chú nha. Chuyển mưa tới quá chừng luôn rồi. Đây chỗ này là gì? Bán bún riêu. Rồi gì? Bán bún riêu nha các bạn. Rồi đi dạy đây. Bên đây là bán nước mía nè. Nước mía. Rồi chào con. Qua đây là kem khói. Kem khói, bánh khói. Chừng luôn rồi. Rồi chào con. Rồi chỗ này là bán đồ chơi gì con? Đây bán đồ chơi. Rồi chú chào con. Đây là chỗ bán
ăn uống. Chú ai đồ TikTok hả? Sao con? Chú ai đồ YouTube đúng không? Chú Vũ camera Bình Đại đó con. Mới hồi đó hình như là con có làm trong sở từ thiện cái chú quay có con á. Wow. Chú nhớ con không? Không, chú đâu có nhớ. Rồi mày đứng ngay giữa luôn rồi đó. Đây chỗ này là đây là chỗ này. Xin chào chị, đây là chị bán bánh tráng nướng với cá viên chiên các loại luôn. Chiều giờ bán được không chị? Chị ở đâu qua đây bán? Ở đây luôn. Ở đây luôn hả chị? Dạ bên đây. Dạ. Hôm nay bà con chưa đi đông hả chị ha? 13, 14 lên. Dạ. Nay họ chưa xuống nhiều, 13 xuống nhiều. Dạ. Chị đang xỏ lụi này là bò gì? Bò giò viên hả chị ha? Dạ. Đây nè con, đây nè. Đây nè con. Có ăn gì ủng hộ gì đi. Trời ơi. Năm ngàn một cây. Đậu bắp. Nhà con ở đâu? Dạ. Nhà con ở đâu? Nhà con ở nói chung là suốt hai mẩm chạy xuống gần gần nhà em ạ. Dạ. Nó nói gặp em đâu nhớ nó ở chỗ nào đâu. Bữa chú quay ở hình như là ở đâu? Khách đồ tâm thiện á. Phải không? Thấy chú. Đây chị đang chiên cho bé nè. Khô que. Ngon quá, khô me kéo sợ. Nó đây giờ anh ra phụ với chị nữa nè. Anh là bánh tráng nướng. Giúp đầu với anh em á. Hoa cà chua hai cục dạng dạng đây. Em đi em chúc chị mua mai bán đắt anh chị. Chú đi con. Rồi. Chú quay con phải trắng trắng nha, chú quay con đen. Rồi bên đây là mấy má ngồi đâu đó hả? Bán một vịt lộn nè với nước giải khát, các loại nước trà xanh, xì tin. Rồi đây đi dài lên đây nè. Trời mưa tới rồi các bạn ơi. Rồi chào con. Khúc đằng lăng này chưa có bán. Lại chơi đi, lăng quay cho các bạn coi rồi. Vũ về thì mưa tới là không kịp rồi. Đây này mới có mùng 10 chưa có đông. Khoảng 12, 13 mới đông thôi các bạn. Này ở tổng sơn lại đẹp quá. Đây.
Đây là lăng ông Nam Hải ở xã Bình Thắng nha các bạn. Ở xã Bình Thắng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Lăng ông Nam Hải này là đạt danh hiệu đơn vị thờ tự văn minh nha các bạn. Kế bên đây là có cái miếu bà nữa nè các bạn, mé bên hông lăng ông. Đây là miếu bà. Ba xã Bình Thắng, Bình Đại, Bến Tre nha các bạn. Hôm nay lễ Kỳ Yên là 19 tháng 8 âm lịch hàng năm nha các bạn. Rồi các bạn đi ra đây, thẳng đường này ra các bạn quẹo qua bên thủy sản, quẹo qua lộ mới nha các bạn. Bây giờ Vũ đi về, Vũ xin phép kết thúc cái video. Vũ cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem cái video của Vũ nha. Vài bữa nữa Vũ quay cho cô chú anh chị và các bạn xem. Hôm nay mới có mùng 10, chưa có đông. Rồi chú chào con. Chào chú. Rồi.